Nè ba nói là uống hết nước đã, xong rồi con mới đi trả tiền cho cô. Uống hết nước chưa? Rồi, nè, con đem tiền để trả cho cô nha. Cầm hai tay đàng hoàng, hai tay đâu. Cầm luôn tờ giấy này, cầm luôn tờ giấy này. Cầm chân rồi. Cầm hết luôn. Cầm hết luôn, đúng rồi, cầm hết. Đi trả cho cô, đưa hai tay đàng hoàng nha. Đi đây con. Đó. Đây, ở bên đây nè con. Đây trả tiền cho cô. Dạ, dạ. Hỏi cô đủ chưa? Nói cô đủ chưa? Con nói kìa. Bye bye cô đi con. Đi thôi. Rồi con đi chơi đi. Đi xuống siêu thị đi con. À đi. Bắp ơi đi từ từ thôi con. Đi từ từ thôi nha. Rồi đi. Đi qua thang máy đi con. Đi thang máy đâu? Thang máy đâu con? À cái đó hả? Cái đó mà đó là thang máy, nhưng mà mình đi thang máy kia kìa, thang cuốn chứ, mình đi thang cuốn mới đúng. Đi con, đi.